Cùng với Hội Phụ Nữ các cấp, Hội Phụ Nữ Công an thành phố Đà Nẵng đã đăng ký tham gia chương trình hỗ trợ tiêu thụ vải thiều của nông dân Bắc Giang. Hoạt động này đã thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ chiến sĩ lực lượng công an thành phố. Ngay từ sáng sớm khi xe chở vải đến Đà Nẵng, các cán bộ chiến sĩ công an cùng tham gia hỗ trợ vận chuyển, bắp xếp các thùng vải, phân về cho từng đơn vị. Trong đợt này, Hội Phụ Nữ Công an thành phố hỗ trợ tiêu thụ gần 2 tấn vải thiều Lục Ngạn. Đây đều là vải xuất khẩu loại 1, được đóng thùng, ướp đông lạnh, nên đảm bảo về chất lượng và giá cả hợp lý với 25.000 đồng một ký. Rồi cán bộ chiến sĩ đều muốn là góp mỗi người một ít, mặc dù là gia đình thì có 4 người ăn rất là ít, nhưng mà ai cũng quan tâm ủng hộ mỗi người 5 đến 7 ký để cho dân thì gom lại. Thì Hội Phụ Nữ Cảnh sát Nhân dân là mua 15 thùng trong đợt này để ủng hộ. Không chỉ có hoạt động hỗ trợ tiêu thụ vải, mà thông qua chương trình, mỗi hội viên một cử chỉ đẹp, mỗi tổ chức hội một hành động ý nghĩa. Chị em phụ nữ công an thành phố Đà Nẵng cũng đã giúp bà con nông dân Hòa Vang tiêu thụ gần 2 tấn nông sản. Khi phát động cái phong trào thì tất cả hội viên phụ nữ đều hưởng ứng rất là nhiệt tình, và qua đó cũng đã vận động được cán bộ chiến sĩ trong công an thành phố cùng chung tay đóng góp ủng hộ. Trong thời điểm dịch bệnh kéo dài, những chiến sĩ công an luôn có mặt, đồng hành và động viên người dân vượt qua giai đoạn khó khăn. Phong trào này đang được nhân rộng tại công an các đơn vị địa phương trên toàn thành phố. Được biết, sau thành công của lần tiêu thụ đầu tiên, Hội Phụ Nữ Công an thành phố tiếp tục lên kế hoạch liên hệ với nông dân Bắc Giang, tiếp tục nhận tiêu thụ cho đến cuối vụ.